Thủ Châu Nguyễn Văn Dũng, giám đốc công ty du lịch Tải Đăng, xã Phụng Thượng, huyện Phú Thọ, thành phố Hà Nội, chúng ta được cấp chiến sĩ tử đặc biệt hôm nay. Thật sự là chân định, người dân lực nhất không phải như thế.
masuk kecil. Cảm xúc chiến thắng thật tuyệt vời sau 45 giây thì chân đội bảy đã xuất sắc giành chiến thắng trước một gã khổng lồ 29 của tổng quân và đội tuyển thua vào như chúng tôi đã báo thông báo có chơi phải là tất cả một trận tài thành phố Hà Nội gặp trong số 23 của Phạm Thúc Ý đến từ huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An kinh nghiệm của chúng ta số 23 đưa Châu vào phát đấu. Đưa Châu vào khu vực thi đấu. Và hai ba đã ở cửa một và không một không một chờ của một và hai ba ở cửa số hai. Chỉ một người Giáp Châu, hai đồng chí Giáp Châu quay lại. Đề nghị trọng tài, đề nghị trọng tài, hai người chỉ một người Giáp Châu. Đứng lại. Điên rồi. Cương quyết. Điều gì? Cương quyết. Cương quyết. Cương quyết. Cương quyết. Một cái tay rất hay, rất độc đáo, hùng dũng của Châu Hồn về phía Châu Hồn. Ngày hôm qua, thơ 1 đã chứng tạo được cách thuyết phục cho bạn khán giả đến đây. Thế công được rồi. Thật tuyệt vời. Vâng, thật tuyệt vời. Tấn công thì không một đã dừng lại để thăm dò đối phương các tấn công tấn công. Vâng, những đòn đánh gặp như này là vô cùng nguy hiểm, sẽ làm lay động tinh thần của cho đối phương và có thể nhanh chóng để giành chiến thắng. Phần của Châu Hoa Ba đang có dấu hiệu. Đấy là kịch tính đang đưa trở thành trắng. Đấy. Không nhờ. Thank you.
nếu Châu Huỳnh chiến thắng. Ra sức chống cả sự tấn công của Châu số 13. Và chúng tôi xin chính lại lời đồn thổi về việc đọc sừng của Châu 19 là không có thật. Chúng tôi đã đưa tổ trọng tài ra tận chuồng 19 và không có chuyện đọc sừng. Như vậy chúng tôi chuyển lời lại cho Kim sau đồn thổi vừa đã qua thì 13 đã giành chiến thắng và là điểm hạnh phúc, niềm vui cho gia đình giám đốc Hà Hữu Nho và toàn bộ cán bộ nhân viên của xí nghiệp thủy lợi Phúc Thọ. Sau 3 phút 47 giây thì 13 vừa đánh vừa dọa đã giành chiến thắng. Châu 13 và Châu Công Nghiệp có cách đánh rất khách quan, bảo toàn về sức khỏe và cách đánh chiến bại. Tôi xin thông báo lại vừa rồi. Rất nhiều người đang đứng vị trí số 2. Thank you.
chi là một trong vô cùng vô giá đặc biệt Việt Sơn, nhưng sức chiến đấu là vô cùng cần thiết. Tất cả các vị khách quý, các vị đại biểu và các bạn du khách đến từ tất cả các nước trong cả nước. Thank you.
Thank you.
không 60, không trực, không phải 80, trong 10 tuổi, được tour, từ tỉnh Cần Thơ, 12.